Thưa quý vị và bà con, ở nước ta, bà con chủ yếu nuôi giống ong mật nội địa. Đây tuy là giống ong thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên tại địa phương, thế nhưng năng suất mật lại không cao. Do đó, nhiều nông dân đang có nhu cầu nuôi thêm giống ong ngoại. Do đây là giống ong có kích thước to lớn, lượng tích tụ đàn và khả năng di chuyển cao, năng suất mật cao gấp 2 đến 2,5 lần ong nội. Thế nhưng cũng chính vì những đặc điểm này mà nhiều nông dân e ngại đàn ong ngoại sẽ áp đảo khiến đàn ong nội bị ảnh hưởng. Vậy liệu có hay không cuộc chiến giữa hai giống ong này? Mời quý vị và bà con tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Tiến sĩ Phùng Hữu Chính, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ong Việt Nam đã có hơn 30 năm nghiên cứu về ong. Theo ông, đàn ong ngoại hay còn gọi là ong Ý được nuôi ở nước ta do một số người nuôi ong nhập vào từ những năm 1960 và nuôi ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đồng Nai. Từ vài chục đàn ong ngoại ban đầu, cho đến nay, cả nước đã có khoảng 1,2 triệu đàn trong tổng số 1,5 triệu đàn ong. Còn ong ngoại đang được nhiều người dân lựa chọn để thay thế cho con ong nội. Con ong này to hơn, thì con ong ngoại nó khoảng 100mg, ong nội khoảng 80mg, cho nên là cái dầu mật nó lớn và nó chứa được nhiều mật hơn. Và hai là ong ngoại nó bay xa hơn được. Còn ưu điểm nữa là nó không có bay, hầu như không có bay và ít chia đàn. Cho nên là cái việc quản lý của ong nội nhiều hơn. Một người quản lý đàn ong ngoại có thể được 200-300 đàn, nhưng mà ong nội chỉ được 5-70 đàn là vừa. Thức ăn chung của cả ong nội và ong ngoại đều là những loại hoa. Trong quá trình cả ong nội và ong ngoại cùng tìm kiếm thức ăn tại một khu vực, ong nào tìm được hoa trước thì lấy mật trước và hai loại ong khác nhau sẽ không hút mật trên cùng một bông hoa hoặc vườn hoa. Nhưng tại sao vẫn có những phản ánh rằng ong ngoại cướp thức ăn của ong nội? Tốc độ di chuyển của từng loại ong sẽ đưa ra câu trả lời. Ong ngoại có cơ thể khỏe mạnh, cánh dài và tốc độ đi lấy thức ăn nhanh hơn. Do đó, chúng có thể lấy được phấn hoa nhiều hơn cho khối lượng gấp 4 đến 5 lần, từ 130 đến 165 kg mật một đàn một năm. Đặc biệt, ong ngoại không bỏ đàn, trong khi ong nội dễ bốc bay. Tốc độ di chuyển và đặc tính tôn trọng đối phương cho thấy không có sự cạnh tranh về nguồn thức ăn. Tuy nhiên, trong trường hợp ong quá đói, theo phản ứng tự nhiên, cả ong nội và ong ngoại sẵn sàng tấn công nhau. Nhược điểm của con ong ngoại là nhu cầu mật hoa rất lớn. Nếu quá đói, chúng sẽ xâm nhập vào tổ ong khác để hút mật, thậm chí cắn chết con ong trong tổ để lấy mật. Khi nguồn hoa khan hiếm, hoặc là thời tiết lạnh, hoặc là khi mà quay mật xong, thì để hoặc mùi mật nó vương ra ở máy quay mật, hoặc là đàn ong, cũng hoặc là cho ăn trong nước đường mà còn dơ dớt lại, thì ong ngoại sẽ sang cướp ong nội. Đấy thì nó sang tần đàn và chui trong đàn nó cướp, thì nó sẽ hút rất mật, rồi nó sẽ cắn nhộng ấu trùng mà có thể gây chết chúa ong nội hoặc làm cho đàn ong nội cũng bay, thì cái này sẽ có xảy ra. Quãng đường di chuyển của một ong ngoại trong bán kính 2 km và ong nội là 1,2 km. Tương đương với diện tích lấy phấn hoa là 1.200 ha một đàn ong ngoại và 450 ha một đàn ong nội. Do vậy, để tránh sự cạnh tranh khu vực lấy mật hoa và đảm bảo số lượng mật cung cấp cho ong, khi chọn vị trí đặt ong, bà con cần có tính toán số lượng đàn ong và khoảng cách giữa các đàn với nhau. Nguyên tắc là thường ta cũng nên đặt cách ở giữa khoảng cự ly riêng là cách độ khoảng 2 km là tốt nhất. Ong ngoại chỉ cướp mật trong trường hợp người nuôi làm mật rơi rớt hoặc vệ sinh không tốt. Bởi đặc tính của ong là thấy mật ở đâu, chúng sẽ lấy ở đó. Ong có đặc tính duy trì nòi giống, sẽ không có chuyện ong ngoại và ong nội lai tạp với nhau. Vì vậy, nếu nuôi ong nội và ong ngoại ở gần nhau, chúng ta cũng không cần lo lắng về giống sẽ bị thoái hóa hay lai tạp.